vào vk của mình lấy link thì tất cả những quét này mình đã được quét uh, min một đô này mình đã bốt trước cho các bạn rồi chắc là các bạn đầu tư trước rồi ok thì đối với quét này mình sẽ làm rất là nhanh thôi uh, cập nhật quét là nay quét này ra hình không ngày các bạn thể nhìn thấy đây là mình đã rút tiền mình đã rút tiền uh, thực ra ấy, con quét này này lúc nó mới ra chắc là cái, uh, khi đoạn mới ra mình đã đầu tư rồi nhưng mà uh, khi mà nó đủ ấy thì cách nó mới ra khoảng độ như nào nhỉ có nghĩa là trước lúc nó nó vừa ra phát mình đầu tư vào này sau đó khoảng vài tiếng sau thì nó vẫn chưa cho rút tiền nếu các bạn tiến hành rút tiền thì sẽ không tiến hành rút được tiền. nên ra thành thử ra là chỗ này chỉ có mình, mình cái này nó nó rút tiền thôi nhưng mà cũng vẫn chưa có ai rút được tiền cả. Nên là các bạn mặc dù là bên này có bạn Tùng 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 Linh Phạm Quang này rất nhiều bạn vào nhưng mà cũng chưa có bạn nào rút được tiền cả bởi vì con quét này nó mới ra quá nhưng mà hiện tại thì bây giờ nó cái hệ thống rút tiền của nó đã uh, đã hoạt động rồi nên là các bạn có thể tiến hành rút tiền được ngay thời điểm bây giờ được rồi uh, còn tương lai thì không biết <laughs> thời điểm video này các ông nào có tiền thì có thể rút được rồi ok bây giờ đăng ký ok đăng ký thì quét những vẫn như mọi khi thôi nếu như các bạn muốn chơi quét này thì nhớ phải xem lại những cái hướng dẫn cơ bản của mình thì thỏa mình cũng chèn vài hướng dẫn cơ bản vào cho các bạn xem quét như này thì các bạn cần phải tấn công nhanh thì mới ấy được như kiểu như là thông thường thì tấn công nhanh như mình á thì thông thường các bạn có thể nhìn thấy là gần như là mình là những người đầu tiên rồi đúng không mình là những người đặt nền móng đầu tiên trong cái quá trình rút tiền các bạn có thể nhìn thấy rõ ràng là nếu những người đã đặt nền móng đầu tiên như vậy đặt là đã đầu tư một cách đầu tiên như vậy thì gần như là những người đầu tư một cách đầu, đầu tiên rồi người đầu tư đầu tiên rồi một trong những người đầu tiên luôn không phải đầu tiên hoàn toàn bộ nhưng mà cũng là một trong người đầu tiên luôn để vì để làm clip cho các bạn cộng với lại mình có một khoản uh, tiền dành riêng cho những kiểu uh, tấn công những quét như này mình tấn công liên tục và cũng khoảng thời gian mình dành riêng uh, để mà tấn công những thể loại web như này thành thử ra mình vẫn có những cái thể loại quét dài những cái về quét kiểu khác ví dụ như là con huyền thoại này chẳng hạn bây giờ mình sẽ rút thử con huyền thoại này cho các bạn xem nhé đây rút thử này uh, thấy nhảy tiền này đây 0.26 Đấy Thì linh riêng con linh huyền thoại con này chẳng hạn để lại cho cho các bạn ở phần mô tả bên dưới Hoặc là có thể các bạn có thể xem vài con khác Mình cũng ở trên link phần mô tả bên dưới để cập nhật tất cả các con Thì mình cũng đã có rồi Cái okay, bây giờ mình sẽ tiến hành đầu tư luôn thôi để Chúng ta bây giờ chúng ta xem cái hệ thống đầu tư của nó như thế nào Đây, à. Đây nó chỉ cho vòng 12 giờ nói chung là cái tầm này, này After một ngày thì nó sẽ uh, mạo hiểm hơn 12 giờ thì nó đỡ mạo hiểm hơn Nhưng mà để làm clip cho các bạn để ngon nghẻ Thì uh, mình sẽ làm cái after một ngày Mình đầu tư after một ngày Nhưng mà thông thường ấy, thì đỡ mạo hiểm hơn và dễ ăn nhất là thường các bạn sẽ đánh 12 giờ Nhưng về vấn đề là mình làm clip nên là mình cần phải đánh một ngày Các bạn ấn vào đây là vào cái biết lưu ý nhé giữa việc đánh để mà cho ra lợi nhuận với lại việc đánh mà để làm clip nó khác hoàn toàn nhau thì đây ví dụ mình đánh một ngày là 1.25 chẳng hạn thì mình sẽ chơi after một ngày vì bản thân bản thân thì cũng không sợ lắm về cái đoạn một ngày này bởi vì um, web nó cũng sơ khai mà các bạn nhìn thấy đây, mình là một trong những người đầu tiên rút tiền các bạn cũng có thể nhìn thấy đây à cái độ trust của nó khá cao luôn 32.7 độ trust sang mình tương đối là cao đấy không lý do gì mà các bạn uh, như vậy nhưng mà nó vẫn còn hơi sơ khai cái việc mà độ chất nó cao như thế này ấy, thì vẫn có thể là chết ngay được luôn trong vòng chưa được một ngày nó cũng đã chết nhưng mà thông thường thì nó sẽ chạy được cái vòng đầu có nghĩa là cái vòng 12 giờ ấy. nhưng mà cũng có cái tình trạng là chưa được một ngày nó đã chết bởi vì cái cái tỷ lệ đấy nó có nhưng mà cũng ít thôi thông thường là nó chạy sẽ ngon khi mà cái nhìn thấy cái độ chất của ví perfect money ấy, nó ngon ấy thì thông thường là nó sẽ chạy rất là, là, là tốt có số ít thôi cũng là kiểu như là 10 web thì có khoảng 2 đến 3 web sẽ bị là chết luôn trong vòng không ngày running không ngày là đã chết luôn cái tỷ lệ đấy là nó có chứ không phải là không có mà trong lịch sử là có đề running không ngày thì trong tỷ lệ đấy là có luôn đây là tích nhận đầu tư này thì trong cái tỷ lệ đấy là nó có chứ không phải là không có nhá các bạn lưu ý ở cái đoạn đấy cho mình ok thì cảm nghĩ sao của bạn về web thể có ở phần mô tả bên dưới đối với con web này à, anh em có thể comment thoải mái đây ok cảm ơn tất cả các bạn